Tổng tất cả của em bao tiền? 180, 100 dưới là 330. 330 à? Thế bớt cho em 20.000 nhỉ? Số này, cái này là vừa chưa? Xem mà cái quần của mình số bao nhiêu nào? 24 à? Thế này là chọn 24 hết đi. Đấy, 24, 25. Anh của em tính xem là của các em bao tiền. Đây, đặt lên đây nha. Đây để anh bỏ cái bao này. Bao luôn. Quần này thì lấy chưa? Lấy hết đúng không? Dạ. Không phải ngại đâu mà. Tính của thằng... Tính của từ em trước đi. Của Quỳnh là cầm nhiều hơn. Tại vì là có cả mẹ với lại cả của vợ của em nữa. Bộ đấy 65.000. À, triệu 350 với 100 triệu 450 đấy vậy. Triệu 450 à? Thế đây lấy triệu 4 cho tròn đấy nhá. 1400 cộng với lại là 1 triệu cộng với lại là 700 bằng là 3,1 triệu. Em chuyển khoản nhá. Ok. À đây không không phải. À, anh lại bớt cho cái thằng 50.000 đi ăn sáng. Đấy, anh chủ quán lại bớt thêm là mỗi người thêm là 50 nữa các bác. Một cái hành động mà rất là đẹp. 50 này thì cũng có thể là gọi là một ngày công, nửa ngày công của các em rồi đấy. Chào Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, thưa bác, hôm nay cháu Lực có nhận được mỗi khoản là của bà Vương Kim Thanh là gửi tới cho các em để mà đưa các em đi mua quần áo của bác. Còn hôm nay thì em Quỳnh thì vợ với lại mẹ thì không có đi được, cô bác ạ, chỉ có là ba anh em đi thôi. Hôm nay thì anh gọi các em xuống đây thì đi xuống mua quần áo nhá. Nhá, chùa gửi một lời chào tới các ông các bà nào chùa. Con xin chào các ông các bà. Xin chào các ông các bà. Rồi. Đấy. Con xin chào các ông các bà, các cô các chú ạ. Con xin chào các ông các bà. Đấy, có lẽ là lần đầu các em sẽ hơi ngại một chút cô bác ạ. Bây giờ thì anh sẽ đưa các em là đi mua quần áo nhá. Vâng. Hôm nọ thì anh cũng nói với các em rồi là anh nhận được một khoản là của bà Vương Yên Thanh là gửi cho các em đi mua quần áo. À, gửi cho các em đấy, nhưng mà bà có nói với anh rằng là bây giờ sẽ đưa các em đi mua quần áo nhá. Vâng. Rồi đi đi. Đấy. À, thưa các bác ạ, ngày chợ thì một tuần là hôm chủ nhật để mà đưa các em đi. Em Quỳnh thì là được bố mẹ vợ là bố mẹ là mua xe cho. Ê, hôm nay hai anh em bạn mấy anh em xuống đây thì đã ăn gì chưa? Ăn cơm xuống đây ạ. Ăn cơm xuống đây à? Vâng. Hôm nay là ngày chủ nhật thì các em là như mình là nhà của em là theo bên đạo gì đấy. Tin lành hay là như nào? Vâng. Tin lành ạ. Vâng. Hay theo các em thì theo là đạo tin lành của bác ạ, cho nên là ngày hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên là các em là đi lên đấy là gọi là chỗ gì ấy? Đúng mà em hay đi ấy. Cầu nguyện. Cầu nguyện à? Vâng. À, đấy, hôm nay thì gia đình của các em là đi lên chủ nhật thôi mà cầu nguyện đúng không? Chợ này thì có vẻ là hôm nay khá là vui vẻ. Hầu như chợ này đa số là chỉ có dân tộc Nùng này, dân tộc Mông và dân tộc Kinh thôi. Tô á. Đi ra đây. À đây, đi lấy dép trước đi. Chuyện này thì lấy dép trước đi. Đấy, chọn mỗi người đôi dép trước ra nhá. Chọn đi. Là một con rồng này Quỳnh cho các nhà. Bộ này thì có lẽ là các em hay ra dừng chân lấy đi. Vâng. Xem chân này số bao nhiêu nào. Thế nào? 38 à? 34. 34. Một sẽ ngừng cao khá. Xem số 38 này. Lâu nó cao khá ở bên đi. Tắm một sẽ ngừng cao nào.
Chùa với lại Quỳnh với lại Mìn lấy đi. Vâng. Đưa đi em. Chị lấy cho em súng 38 thôi. Ừ, chị lấy súng nữa. Vào đây không được. Không phủ này. Em có được sỏ vào chưa nhỉ? Thật, cứ sỏ vào xem. Sỏ vào chưa hồ chưa lên xe ra. Cho xin đặt trên này, đặt trên này sỏ. Đặt trên cò. Đặt đi ra bên kia cho Hoàng về đi. Anh thích chơi nào thì thị trưởng thôi nhá. Má. Này chứ anh đem. Anh đã tắm rồi. Anh tắm một con cò cái. Chả nó bỏng một con. Đấy, xây gì xây liền rồi. Em cho thằng cậu là mình có một trang phê lông tu rồi. Bây giờ cái hai ba anh em lớn rồi thì cho ba anh em mà chọn cái mát hoặc là nhỏ quá thì có một mấy. Chị nó lủ lỡ, anh chị nó phí cơ à. Chị mấy loại này nó co của chị gì vậy? Đôi đấy vừa của em không? Đôi này to chị ạ. To à? Chị xem có đôi nào nhỏ hơn đây. Cứ thử đi à. Em đi thử đi. Thử xem có vừa không. Ấy này đi đôi này này. Đôi này này không vừa. Vừa vừa chưa hả chùa? Chẳng nên này giàu rồi cả. Hơi to à? Cái hơi to thì chọn lại đôi khác đi. Giàu rồi. Giúp chế thì nó hậu chưa đấy. Chùa. Chẳng nên này. Chẳng nên này. Chẳng nên này. Lần đầu tiên mà có thể là rất là lâu rồi của ba. Đúng luôn là chuẩn lắm thầy. Đôi này à? Thì tìm một góc chơi. Châm chân đôi này cho em đi chị. Quỳ. Sử xe. Ơi. 20.000. Nhưng sử xe. Có em lấy đôi này không? Chúng ta phải dọn anh nhau rồi các em ạ. Chúng ta dọn lại các em ạ. Chẳng sao. Bố 2, 3, 9 nhỉ. Không phải 1 đôi đâu. Cái này không phải 1 đôi đâu. Không phải 1 đôi đâu. Không phải 1 đôi á. Không phải chẳng. 3, 9 cái mùi. Chúng ta có lấy chẳng 3, 9 phải được cả. Em đi 3, 9 à. Cái loại đôi này mới chắc chân này. Yeah. Được đấy chị à, mấy ông đi rồi. Mấy ông đi thôi à? Ừ. Ba anh em chọn được chưa? Đây đôi đấy, 39. Hả? À, chua, chua đâu? Khổ là chẳng nào. 39 á. 39 này. Trời, khổ là chẳng nào chẳng nào này. Chú có loại này đứa nhỏ hơn à? Chẳng nào chẳng nào luôn nè. Chỗ mà giấc sạch thông chẳng nào ha? Ít khỏi giấc thông ra gì dặn. Chỗ cái à? Dạ, chỗ theo năng ý. Cô chỉ có thông là na ít khỏi giấc thông ra gì dặn. Thông chơi rồi. Bây giờ còn thiếu đôi của chùa à? Chùa được anh à? Chùa để vào để lấy cơm đi chùa, để vào túi bóng đi. Ý dạng này cho bà xem bây giờ 39 chùa như cũng 39 như sao ấy nhỉ? Vâng. À, anh em nhớ đôi nào nhá, tất cả đôi 39 anh ạ. Như vậy mà không có lời mới lấy lời mới cái loại giống nhau quá này, mai lại không biết là đôi nào là quá ấy đấy. Vâng. Bình nhau quá sai nè. Mua ở nhà các em thì có mú không? Không có mú à? Thế thì tí anh đưa ra mua thêm là cái mú nhá. Nhưng cái sự nó có giá trị ngày hôm nay mà này à? Giá trị không cho gì à? Em đổi lại được mà, nếu mà em thích loại đôi kia đổi lại được mà. Vâng. Đổi lại được không? Đổi lại đi. Đôi nào thì đổi lại đấy. Bát tám là to nhất em ạ, à. Em xem đi xem là bát tám. Thử chân xem vừa không? Thử chân xem vừa không? Đấy, đi vừa rồi. Vừa rồi à? Cây quá. Mình có đổi lại không? Có anh ạ, đưa lên. Mình chị lấy giống cho nhau. Thành ra tới đi. Em đi 37 cũng bát tám nhé. Vâng, bát tám. Bát tám hay 37 được không? Có, bát tám. Vừa là có thích đôi đấy chưa? Thích rồi à? Cái cục đấy nhá. Đây một đôi bao tiền đấy chị? Ủa vâng. Đôi 50 à? Ủa anh biết à? Một đôi là 50 rồi. Nửa này cùng của các em đúng không? Dạ.
ăn chăn trâu, chăn bò với lại đi làm nương làm ruộng thì mấy cái muốn nào? Hả? Đi chẳng trắng thì chẳng nào. Phéo. Nhưng cái chẳng trắng cũng nè. Ừ. Đây lấy cho thịt, thịt lấy cho mẹ với lại vợ lấy cái này. Bác, còn lấy cái nào 10.000 không? Bà, cái chân là để mua cho này. Em thì lấy cái loại nào? Cái loại mú đen này không? Đây à? Đây này, đây bên hơn này. Cần đâm một luôn rồi. Mỗi người một cái đi. Vâng. Nặng à, mấy con lấy phiêu mà. Ừ. À, đi chăn trâu thì lấy loại này được không à? Ờ. Nhìn đi chăn trâu. Đấy, thích gì thì chọn, thích gì lấy đi. Đấy. Cái nào thì lấy đi. Đây này. Cái đây bé không? À em. Đây. Cây yếu lụt đi. Cây ra từ cây ra đi. Cây yếu lụt đi. Xem cái loại to hơn một chút. Khi lấy tản á. Nga, tập trung lên là chọn là lấy tiền lại là sai. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của bà Vương Kim Thanh rồi, là chợ là mua thêm cho là mẹ với lại vợ của em chùa em à, em Quỳnh thì được bố mẹ sắp xếp để lấy vợ rất là sớm đúng không? 50 này, 40 là 90 nghìn. Tổng tất cả của em bao tiền? 180, 130 là 330. 330 à? Thế bớt cho em 20.000 nữa. Là chị cũng tính bớt cho rồi đấy. Tính bớt cho rồi á? Ừ. Tôi bớt cho 10.000 nữa. 320, số 2 cho nó đẹp. Cho em số tài khoản đấy. Chị kìa, nhiều quá. Bớt chuyện đó. Tính căng là lãng. Ưng chưa? Rồi, rồi anh ạ. Rồi bây giờ thì đi mua áo nhá. Không, đây là những cái phụ kiện mà là các em là chống nắng chống mưa đi. 320. Đó. Mọi người trái đi. Một số. Bây giờ mà xỉa đốt làn trong tàu mình á. Mọi người trái sẽ nó có mọi người. Đây. Bây giờ thì đi mua áo nhá. Nhớ là đừng để quên nhá. Vâng. Ừ. Nó không ăn mà anh cả. Chúng ta mở này. Cũng sợ nó là chứ là. Nè. Không ăn mà. Tên là con có một mỏ trò nó đấy á. Hả? Con một mỏ trò nó. Anh Quân đang nghỉ chưa? Nghỉ chưa? Chưa. Chưa. Đấy, đi mua áo đi. Đi vào đây. Đi vào đây chọn đi. Điều đi vào đây chọn đi. Nhớ là cái đồ này là để trong túi bóng đi. Không là tí lại anh cho xem cái túi bóng này rồi quên mất. Thôi hay là đội luôn đi này. Thôi cứ cho nó đi. Đội luôn nào. Để cứ để cho bóng. Để đây à? Đấy, đấy, đi túi bóng luôn. Cái chẳng lan này. Mấy cái bố này thì mua ở kia thì để cho khác. Đây, bây giờ thì ba anh em đi chọn quần áo nhá. Đi vào đây. Lấy quần bò hay quần vải? Quần... Chùa đi thích quần bò hay quần vải? Quần vải à? Thế quần vải thì ở đâu? Đây, quần vải đây nhiều mà. Quần vải đặt. Đây, 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 mày mặc 25 đi cho nó thoải mái, đừng có 24. À, thích quần bò không? Hả? Đây này. Chấm nhỏ xong rồi. Hả? Đấy, cho các em là tự chọn của bác ạ. Các em thì cũng lớn rồi. Thành ra là cho các em tự chọn cho nó tự nhiên hơn. Chấm nhỏ xong rồi. Đủ khỉ lỡ chẳng nè. Đủ là nhớ là tươi rồi. Lâu là chùa thì đã chọn được cái nào chưa? Được rồi à? Chọn thêm một cái nữa. Đi ra kia lấy một cái con bò đi.
Đấy đổi nhau lấy con bò nào đẹp đẹp nữa. Ừ, nó khổ lắm. Con bò này còn vải nữa. Cái con bò này còn vải nữa. Vẫn thích con vải hơn à? À, cái con vải anh ấy chọn. Đây, lấy thêm một cái nữa. Mà còn lấy một cái, em bảo là lấy một cái thôi đúng nhưng mà chẳng được bảo là lấy hai cái đi. Các em bút phong lê, đi na hủ lê cá, đi na lê hủ, sao cho nên đấy chẳng lẽ? Chọn hết quần xong thì để các em chọn thêm áo thôi. Nếu lần nào là anh nha. Cảm ơn anh, ta chỉ rất tốt lượng ý sư cả. Số lượng, cái này là vừa chưa? Xem mà cái quần của mình số bao nhiêu nào? 24 à? Thế này là chọn 24 hết đi. Đấy, 24, 25. Sao hè này nó có đi không? Không, hết hào của. Nhưng mà hết hè này là... cứ lấy áo lên to to lên một chút, năm sau còn mặc được nhá. Tuấn Na anh. Tuấn Na. Đang đi sách tả ra. Đấy lần hai lần nãy anh gì lề. Ra phía bên này thì không biết là em. Đâu có lần nãy anh gì lề. Chọn được chưa? Hai anh em chọn được chưa? Chưa anh ạ. Xem to quá. Mình là mặc số bao nhiêu? 27, 28 nhưng mà. 27, 28 à? Vừa rồi à? Thế để đây. Anh hôm nay xem được 27, 28 hay em dưới lúc cùng bạn. Mấy ý là em 27, 28 là vừa quần vải đúng không? Vâng. Thế đi mặc quần bò phải size khác đi. Này, hãy xem số nó bao nhiêu xong là chọn một khác. Ừ. Đấy. À, hay thích kiểu anh em kiểu này nó hay thích kiểu một cái quần kiểu nó kiểu có sơn đằng trước. À. Lâu rồi đấy. Không to đâu dai ơi. Nhưng mà quần bò bây giờ nó phải bó. Cứ yên tâm đi, không vừa chú khắc đổi, không phải bù tiền 1.000 nào hết. Nhớ chưa? Mang về nhà cứ không vừa là mang đây đổi thoải mái luôn. Đấy, một tí mang đi ra chỗ anh xong rồi thử đấy mà. Đấy, không vừa thì không vừa thì mang đây cứ ra đổi xem, ra đổi nhá. Cứ tự ra đây đổi không cần phải anh dẫn ra nữa, nhớ chưa? Vâng. Lượng anh là. Ta phòng phòng. Đó này, thằng nào mặc cái quần này mới đẹp này. Tấp tấp mặc cái quần này này. Chùa là chỉ thích là quần vải thôi nhỉ. Thích quần bò. Thằng kia cao cao hơn thì mặc cái quần này nữa này. Mỗi lần lấy một cái à hay hai? Hai cái. Thế đây. Lấy một cái quần vải thôi. À, quần vải à đây. À, lấy một cái quần vải nữa. Rồi. Cái quần vải này ra phía bên kia này. Theo anh em để có chọn. À, mình thì lấy hết là hai cái quần bò hết à? Một cái quần vải nữa anh ạ. Một cái quần vải nữa. Ờ. Mỗi người sẽ một cái quần vải, một cái quần bò. Còn em chùa thì chỉ thích quần vải nhiều hơn đúng không? Nhưng là nó không lắm á. Loại gốc kẻ kẻ này đúng không? Em cứ đem về chọn, nếu mà không vừa thì lại ra đổi. Đấy, cứ lấy số mà tầm 29 đi, không vừa thì ra đổi. To to một tí, năm sau còn mặc tiếp được nhá. Vâng. 27, 28 à? Đây, 27 đây. Nhìn nó chung là ai bộ này này mặc đây mà. 750. Em cho hai anh em mày chọn thì anh đưa em ra đây để mà xem lại xem một áo nhá. Áo ở bên này anh ơi. Áo đi thẳng lên được đây. Chùa là thích loại màu như nào? Màu đen ạ. Mình màu đen rồi à? Ồ, cái gì đam mê với màu đen thôi nhờ. Chân à? Chùa ra đây xem nào. Không biết là chùa mặc được size mấy, xem số áo đây là size mấy. Anh em lấy màu đỏ. À, lấy màu đỏ à? Thế lấy hai cái đi. Nhá. Thế lấy cả hai cái màu đỏ à hay như nào? Một cái màu đen, một cái màu đỏ. Một cái màu đen à? Đây, mình, Quỳnh, đi chọn áo đi Quỳnh. Anh quần Quỳnh xem quần áo đi. Đây là anh xem nào, số này là số bao nhiêu? Số 7 à? Đây là số 7 đúng không? Đây rồi, anh nhìn nữa. Đây vừa rồi nhờ. Được không? Rồi.
đây. Đấy, cũng bấm nhá. Đây, bây giờ em đi chọn thêm một cái màu đỏ đi đây. Tâm ơi, để đấy cho các anh ấy tự chọn bán cái này. Ôi à, thấy cả bạn này Hữu. Hữu à? Bên này à? Thấy cả bé Hữu đi chợ được không á? Mở bữa ra đi. Mở bữa ra. Mở bữa ra. Hả? Ơ à, chắc là cùng bà đi chợ rồi có bác bé Hữu á. À đúng, cùng bà đi chợ rồi. Ba anh em đã chọn được chưa? Chưa. Đấy, mỗi người hai cái vào nhá. Còn thanh niên này là một tí chọn cho mẹ với lại cho vợ thôi nhá. Thanh niên này là được sự sắp xếp của bố mẹ của ba, cho nên là lấy vợ rất là sớm. Bố thì hiện tại thì đã không còn rồi, chỉ còn mỗi mẹ thôi. Đấy, lúc mà bố không còn đâu bác thì mà bố là cũng có tâm nguyện là muốn nhìn, gọi là nhìn mặt con dâu đó bác. Thành ra là mới lấy vợ sớm như vậy. Đấy, thấy lần nào lên thì chỉ là mặc những cái bộ quần áo mà ở trên người các em đang mặc này cô bác này, mặc đi mặc lại thôi. Hầu như nếu mà các bác có theo dõi được những cái thước phim mà từ đợt cháu Lực đưa đi ấy, đi lên trên nhà của các em ấy, thì các bác cũng đã nhìn thấy các em là ăn mặc một hai bộ là chỉ có quanh đi quần lại thôi. Cái này có trắng. Anh ơi, lấy xem anh. Không, cái này kệ nó đi. Quỳnh nhìn được mấy cái rồi? Giờ một cái thôi. Một cái thôi à? À thế thì thêm một cái nữa. Chọn được chưa? Em được anh ạ. Được rồi à? Ơ thế chùa đâu? À chùa vẫn đang chọn. Đổi à? Ừ, cái đó giờ xuống. Thế lại xem là màu này đổi bật hơn là chọn màu này đúng không? Ba anh em là hỏi han nhau xem là cái này được không hay không được ấy các bác. Con thằng ơi. Tâm ơi. Anh xong chưa rồi đúng không? Đi ra kia chọn lấy thêm là mỗi người áo chống nắng đi. Xong là thanh niên này chọn cho vợ lại cho mẹ đây nhá. Rồi đi chọn đi. Áo chống nắng là phía bên kia anh. Ở đấy. Của anh tắt bên đấy. Đi áo chống nắng này bên này. Áo cọc tay nữa đây này. Lấy áo này thích loại áo bộ hay là như nào? Đây. Thêm lấy thêm mỗi người hai cái này nữa đi. Nhá, anh chọn đi. Thanh niên này chọn con chẳng chọn cho cả mẹ nhá. Vâng. Đây áo chống nắng này này. Đấy. Chùa thì chắc là phải cái nhỏ nhỏ hơn để chùa nhờ. Chùa thì ra kia lấy áo cốc tay trước đi. Đấy, ở bên này đông người quá thì lấy áo cốc tay đi. Đây bên này này. Đây, áo cốc tay đây rất là đẹp này.
Đấy mà cả áo phong ở nhà cho nó mát nữa. Có thích con bò đùi này không? Hả? Đây này. Thích không? Không thích à? Không thích thì em chọn áo phong đi. Đấy nha, xem là cho ba anh em là... Min ơi, em có thích quần cọc này không? Hả? Quần cọc không? Thích anh em cái này mà làm ruộng, làm bị cày mới xuống. Đây, đây này, ra đây lấy cho mẹ với lại cho vợ đây. Đấy. Đấy, ở đây thì được sự đồng ý của bà rồi các bác nhá. Thì cháu Lực mới bảo các em là chọn như thế. Đây là Min. Áo Dior này này. Đấy. Có mặc áo bộ không? Coi không à? Không áo bộ thì thì có thích loại em áo ấy cộc tay này không? Đây, các em cứ chọn đi, chọn mỗi người thêm mà hai cái này nữa nhá. Còn là thanh niên kia chọn cho vợ trước đi. À chọn cho vợ với lại cho mẹ trước đi nhá. Queen nhá. Queen thì đang cho là chọn thêm mợ cho em cả vợ với lại mẹ nhà nữa không á. Hãy ra kia chọn áo cộc tay đi. Anh xem có thích mặc áo bộ không? Có thích mặc áo quả có cả quần cả bộ giống nhau không? Hả? Có à? Hay là không? Hay là lấy nguyên áo rồi? Nguyên áo à? Nguyên áo gì đây? Nguyên áo thì cái này không? Cái này không? Đấy, đây. Nguyên áo thì cái này. Đấy, các em thì hay không thích là mặc áo bộ mấy các bác ạ? Đây. Đấy. Đấy, chất vải sờ rất là mát này. Từ từ, lấy thêm một cái áo nữa. Xem cái nào đẹp thì bảo anh nhá. Thích cái nào thì... Lấy cái kiểu này này, được rồi. Dạ. Chọn cái mặt cái này này. Dạ. Có thích cái này không? Không à, đấy, lại không thích, đấy. Đấy, tùy đấy, chọn cái nào thì chọn. Mặc dù là mình nhìn thấy đẹp rồi nhưng mà các em lại không ưng. Đây, màu đen đây. Đây rồi, cứ bảo mang tiền đến đây cho chú là được. Lại đó là cả quần cả áo này không? Thích không? Quần to quá nhỉ? Quần to quá các bác ạ. Thích cái màu đen như này à? Không, hả? À, thế đây em lấy đi, chọn đi. Thiếu anh ơi. Đi vào chọn đi. Xin lỗi nha. Vậy ra đây chọn lấy cái áo chống nóng này để mình đi chân trâu này. Áo chống nóng cho nó mặc hàng này này được. Đâu? Vừa nhưng mà to quá, cái này to quá. Không, áo chống nắng cho nó mặc dài dài. Không, cái này to quá, nhìn là biết rồi, thằng này nó chỉ là tầm đến đây thôi. Này. Đây, lấy áo chống nắng đi. Chọn được áo này, cộc tay thêm một cái chưa? Chưa, thế chọn đi. Lai thích màu đen hay màu trắng? Màu đen nhá. Thì cái này nhìn chẳng đẹp à? Anh lấy một cái quần. Lấy mấy quần à? Lấy quần nào? Đây, chỉ đây quần đây. À. Đây đây quần kiểu này đây. Đây đây, đi. Đi. Đi theo chú để mua đi. Các em thì phải cái nào mà thích thì các em mới lấy mới lấy cô bác ạ. Lấy cái này. Quần này nó có dây rút mà thoải mái. Hai anh em này là
chọn xong cho vợ cho mẹ chưa? Chọn được 4 cái quần. Chọn được 4 cái quần cho mẹ à? À cho mỗi người 2 cái à? Mình cầm với con mẹ. À ra kia lấy thêm mấy người áo chống nắng nữa kìa. Đấy. Áo chống nắng này. Đấy. Xem là vợ của em là thích cái nào. Xong là lấy cho mẹ một cái lớn lớn, cái to to nữa. Mà đi làm nhá. Đã vừa chưa? Lấy xem nào, số bao nhiêu? Lấy xem nào. Rồi, cái này vừa rồi. Đấy. Nó chỉ cần vừa cổ mình là nó vừa eo, hiểu không? Rồi. Rồi, à, lấy áo lên đi. Đấy. Áo trong nắng á? Vợ của em người to hay người nhỏ? Người nhỏ à? Thế như này không? Cái này thì mẹ mặc vừa không? Bé một tí. Bé một tí à, nhưng mà cái này mẹ mặc vừa không? Vừa chắc vừa mẹ. À cái này vừa mẹ đúng không? Thế vừa mẹ thì lấy cái của mẹ đi. Vâng. Vâng, vâng, nhắn là sao khó tư tí này. Đấy, vừa mẹ thì lấy cái của mẹ đi. Còn vợ thì bé như này không? Chà, cái này. Hả? Mặc áo này phải cho nó to to ra một tí. Vâng, to một tí. Đấy, đúng rồi. Được không? Được. Rồi. Đấy. Em vừa lấy cái áo này chưa? Chưa. Chưa, thì em lấy đi, xem là cái nào. Xem là thích cái nào nào. Em có thích loại áo đồ bộ không? Chọn này à? Ây à. Quần này trông như kiểu con lót đấy. Đấy, nó mà nó mà đi tắm đưa cái quần kia nó không lấy. Thanh niên lên mặc cái áo này, áo đấy áo ông già. Áo đấy áo ông già. Các em thì không biết phân biệt cái nào là cái áo cái lớn, cái nào là thanh niên thôi. Chất vải nó đẹp. Nhớ chưa? Lần sau đi mua cái chọn như này, sờ cái chất nó mát như thế này cơ mà. Đây, thằng này mặc áo này. Đấy. Anh của em tính xem là của các em bao tiền. Đây đặt lên đây nha. Đây để anh bỏ bao này. Bao luôn. Quần này thì lấy chưa? Lấy hết đúng không? Không phải ngại đâu mà. Tính của đây. Tính của, đây tính của em trước đi. Của Quỳnh là cầm nhiều hơn. Tại vì là có cả mẹ với lại cả của vợ của em nữa. Bộ đấy 65.000. Được rồi, anh tính đến này đây cho nó rành mạch luôn nhá. Vâng. Cả lúc này cái quần này bình thường là anh bán 250 thì anh lấy được cho nó 200. Vâng. Nói thật. Vâng. Quần này thì anh chỉ lấy nó 120. Vâng. Đó tại vì là mua của chú anh thì cũng khá là nhiều rồi, anh đấy. Để anh xem là cái nào bớt cho em được thì anh bớt một tí. Cứ dẫn cái cháu nó ra đây, anh cũng muốn làm từ thiện theo ý là mua. Vâng. Mình thanh toán không anh ấy cho cháu nó mỗi người một ít. Vâng. Cái quần này thì anh lấy 100. Vâng. Mà đi anh tính anh tính từng người một đó. Ừ. Được rồi. Thì anh tính từng người một đó. Cái này là 320 đến 142. 120 áo này thì bình thường anh cứ bán 130 nhưng anh lấy 100. Vâng. Một cái. Vâng. Là đi 620. Quần này thì anh tính đều 100. À. Thì anh bán 100 mua. À. Tính 100. 620. 920. 920 áo lắng này thì anh chỉ tính cho cháu 8.000 một cái. Vâng. Đấy là 160. 920 với 160 là đi. 1.080. 1.080 thì áo này với quần này thì áo này với quần này thì anh tính là 200 một bộ. Vâng.
là 1.280.000 với cái áo này thì thôi anh lấy cháu nó 5.000. Vâng. 1.280.000, 1.350.000 với 3 cái quần này. 3 quần thì anh tính 100. Vâng. Anh thực cái chỗ này là bao nhiêu? Đấy là giá giảm hết rồi đúng không anh? Ừ. Là tổng cái này là bao nhiêu? 3.350.000 với 100.000, 4.500.000 Thế để lấy 4.500.000 cho tròn đấy nhá. À, rồi. Chỗ này là 4.400.000 Rồi bây giờ từ anh bỏ bó đi. Gấp à? Xong bắt đầu tính cho nó đỡ bị tí nữa về sợ thiếu ấy em. Vâng. Ví dụ nó lẫn thế nào thì nó lại thiệt. Đây anh để ra đây để em gấp cho xong rồi anh tính à, cho kia cho em luôn. Đấy. Tại vì thời gian nó có hạn một chút cho nên là phải gấp rút một chút cô bác ạ. Đây chua ra đây gấp đi em. Đây. Đây là 4.400.000 rồi. Đây. Gấp để như này xong rồi một tí nữa để vào trong túi bóng rồi đem đi thôi. Đấy, các em thì là chưa từng đi vào chợ để mà chọn được cái bộ quần áo như thế này đúng không các bác ạ? Lúc nào mà đi bán được củi, bán vội bán vàng để mua được một cái quần hay là một cái áo, thế là các em lại phải vội vàng là đi về rồi. Hôm nay thì rất là vui là được bà Vương Kim Thanh là bà mua quần áo cho các em rất là nhiều các bác. Đấy, có lẽ là những cái bộ này thì sẽ để các em là mặc độ gọi là tầm 5 năm hay là đến 10 năm các bác, chỉ cần một lần mua thôi mặc rất là lâu. Này tóc hay ba anh em ai cũng dài đấy nhở. Em nào rảnh là anh lên cắt cho nhá. Cắt cho dạ. Cái của thằng cu này thì zin 1.1.000 thì anh lấy 1.000.000. Chỗ này là zin 1.1.000 à? Ờ, lấy 1.000.000. Vâng. Thì anh lấy 1.000.000. Vâng. Bây giờ thì có quả bé kia nữa. Ok. Đấy, bỏ vào đây cho chú tính nhá. Đây, hôm nay là tay sách anh mang là mang về nhỉ. Cái mua áo xong mình chắc là đói nhỉ. Anh em mình đi ăn phở nhá. Đã bao giờ đi mua áo như thế này chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Ừ. Các em mơ còn không có gọi là dám mơ tới đấy các bác. Năm trăm tư với bộ này anh tính nó chỉ có 60 thôi. 60 thôi. Là 600 thì anh em đến 100 700. 700. Chỗ này là 700 đúng không? Một 1.400.000 cộng với lại là 1.000.000 cộng với lại là 700 bằng là 3.100.000. Em chuyển khoản nhé. Ok. Anh có má ở đây không? Có. Em à, quét luôn. Đấy, cứ làm từ thiện cho các cháu nó dẫn lên đây, anh nói thật được ạ. Dạ. Anh tính, anh cũng muốn làm cho các cháu nó một tí ấy. Vâng, anh cũng thấy là mua quần áo, mua rất là nhiều các bác. Nhưng mà thấy anh lấy giá cũng rất là rẻ. Cái này, từ bóng ở đâu nhỉ? Anh nhỉ? Đấy, để anh đúc thôi. Anh đúc thôi, cái các cháu nó đúc nữa, không biết đúc được. Vâng. Tổng là hết là đi 3.100.000 các bác ạ. Vậy em chuyển cho anh nhé. Ok ok. Chưa nhận được đây anh bảo lại nhé. Được. Đấy, có tinh rồi. Quả chua là này đúng không? Của chùa là em ấy nhỏ hơn cho nên là mặc mặc quần áo thì là nó rẻ hơn, còn các em thì là lớn hơn. Còn của em mình của em Quỳnh là có cả mẹ lại cả vợ rồi các bác nhá. Hay từ bóng rồi anh. Đấy anh đang đi lấy. À đấy, cái bộ này không phải là bộ của em đâu nhỉ? Không, lấy nó vừa lấy ấy. À đây không phải. À, anh
lại bớt cho mỗi thằng 50.000 đi ăn sáng. Đấy, anh chủ quán lại bớt thêm là mỗi người thêm là 50 nữa các bác. Một cái hành động mà rất là đẹp. 50 này thì cũng có thể là gọi là một ngày công, nửa ngày công của các em rồi đấy. Như số mua quần áo này thì là bằng bao nhiêu ngày công để mà đi làm thuê, có biết không? Chắc bằng 10 ngày. Bằng 10 ngày à? Vâng. Mỗi ngày là gọi là 100.000 đúng không? Vâng. Nhưng mà trong 10 ngày đó phải là đi làm liên tục các bác nhé. Đấy, ra kia có một túi nữa nhá. Rồi đi. Đấy, bây giờ thì cũng một thời gian chọn áo của bác cũng khá là đói rồi. Cầm đi đi. Đấy, có lẽ là chợ là bây giờ cũng dần là vắng vắng hơn đúng không bác? Chọn quần áo lâu quá. Ui, dễ hôn đấy. Chị hôn đấy, chị phơ bà. Chị phơ bà. Tại này. Tại này á? Chị phơ bà đấy. Mình đã chỉ tại này. Hai cờ này hả chị? Ông là bán, đi ra chợ là bán đố này của cô bác này. Còn là để ông bán một chút nữa, ông chưa bán hết cô bác. Ra bên này thì vẫn thấy là khá là đông người đấy cô bác. Đây, anh em mình ra quán bên kia nhá. Ở đây thì hầu như là bà con là ai có thứ gì là đều bán thứ đấy ra chỗ này, bà con là có thứ gì là bán thứ đấy đâu. Nước con một cá gì nữa? Hấp rồi. Ừ. Nước con lên đẹp cho các con gì không được con lắm rồi. Cái thân mò à. Cà phê nhá là. Cà phê á. Tôi ăn cái xíu. Đó. Mất mất nào. Dạ, hai quán bên này thì đã hết phở rồi bác ạ. Chắc là bây giờ lại ra bên kia tiếp. Làm thịt đấy ạ. Làm thịt đấy ạ. Cấp bọn mình cắt cái chầu. Ừ, sao là to ấy. Mình có thể cắt làm ạ. Ừ, sao chả to không mua đi. Mua đồ dùng gì đóng mà to lọt cả, nên năm nay rất to tăng cả. À, nên sai tập lâu chỉ là phải đi ăn nãy có hình lúc ao lúc sói đã tao phải đi ao sói. Đang chỉ tao đấy, ao sói là quá sai này, để quá mua rồi. Ba anh em đi ăn phở gà nhá. Đã bao lâu rồi chưa được đi ăn phở đấy? Mình thì đã bao lâu rồi chưa được đi ăn phở? Được một tuần rồi anh ạ. Một tuần à? Các em thì một tuần thì ra chợ là có một lần đúng không ạ? Bây giờ thì để cho các em ăn quần áo thì cầm một tuần nhá. Vâng. Nhá, không là tí mất đấy. Vâng. Mày mua rất là nhiều tiền. Thưa bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng các em là đi mua xong quần áo và mua mũ, mua dép cho các em rồi và ăn uống ở chợ nữa. Rồi thì bây giờ thì cũng thức phim thì cũng khá là dài thưa các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là nói thêm một chút nữa để mà dừng lại cái thức phim ở đây thưa các bác. Hôm nay thì phải nói là một cái ngày mà các em không thể quên được các bác ạ. Như mình thì cho anh hỏi lại thì đã bao giờ mà đi mua quần áo như thế này bao giờ chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Thế mỗi lần mà đi mua thì thường thường là mua bao nhiêu cái?
mua một hai cái rồi. Một hai cái à? Vâng. Thế vừa rồi anh cũng mua cho các em rất là nhiều, cho nên là áo thì mặc một hôm xong là thay xong là giặt nhá. Vâng. Đấy, có một cái áo chống nắng nữa. Đấy, ngồi khoanh chân lại. Đấy. Ngoài thanh niên này không khoanh được chân nhỉ? Bao lâu rồi chưa được mua áo mới? Chắc gần một năm rồi. Gần một năm rồi à? Vâng. Thế là trước là ai đưa em đi mua? Mẹ. Mẹ là đưa đi mua à? Vâng. Đấy, lần này thì không phải là mẹ nữa mà là anh đưa đi mua nhỉ? Vâng. Thế thì mua quần áo như này thì mua nhiều cái như này thì có vui không? Có. Đã bao giờ mà mua nhiều áo như thế này một lần nào chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Rồi. Thế còn Quỳnh nữa, Quỳnh thì đã chọn được cho cả mẹ với cho cả vợ chưa? Rồi ạ. Rồi à. Đấy, quần các em thì tóc tai thì cũng rất là dài, để một tí nữa anh xem là cái khoản đấy còn dư thì sẽ gửi cho các em để mà đi cắt tóc nhá. Vâng. Hôm nọ thì là anh có gửi được, anh có nhận được của bán Phạm là tương đương là 300 đô. Đấy, và trong 300 đô thì đổi ra được 7.581.000. Và trong đó thì là bà cho em mình với lại là gia đình của mình nữa là 5 triệu đồng. Còn 2.500.000 thì là mấy nữa mà hoàn thiện cái ngôi nhà của hai ông cháu xong thì sẽ để mua giường và mua bàn học cho Mạnh, nhà hai ông cháu của bác nhá. Và hôm nọ thì cháu Lực đã trích số tiền là 5 triệu của nhà em mình ra là để mua thực phẩm cho gia đình của mình là hết 892.000 rồi. Đấy, còn dư là 4 triệu là 108.000 nhá. Đến hôm nay thì ngày 26 tháng 12 thì cháu Lực lại được sự đồng ý của bà Vương Kim Thanh lại tiếp tục là trích tiền ra để mà đưa các em đi mua giày dép. Vừa rồi thì mua hết bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã ghi hình lại rồi. Thứ nhất là mua 3 đôi dép này với lại thêm là 5 cái mũ nhá. 5 cái mũ là hết là 320.000 cô bác nhá. Ở đây thì là giá người ta lấy, cháu Lực mua nhiều lần rồi thì người ta lấy giá rẻ thôi cô bác nhá. Và đưa các em đi mua quần áo là mua của em Chùa là hết là 700.000, mua của em Quỳnh với lại mẹ với lại thêm là vợ nữa là hết là 1.400.000, và mua của em Mìn là hết là 1.000.000. Thì tổng mua tiền quần áo là hết là 3.100.000. Đấy, thì mua như thế nào thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi các bác nhá. Thì mong là các bác theo dõi video từ đầu đến cuối để các bác đưa ra những ý kiến và những ý góp ý để mà nó thực tế nhất của bác nhá. Và anh em đi ăn uống là hết là 500.000 là tổng. Hôm nay cháu Lực chi đi là hết là 3.920.000 của bác nhá. Ở đây thì số tiền này là bà muốn dành tặng cho các em là mua quần áo và mũ nón để trong lúc mà các em đi làm. Thì còn dư là 80.000. Thì 80.000 thì anh sẽ gửi cho các em là không biết là bây giờ anh đang cầm. Từ từ để anh lấy thêm này để lấy tiền đó. Thế còn dư là 80.000 thì sẽ một tí sẽ để các em là đi đi cắt tóc nhá. Đấy, ba anh em là đưa nhau đi cắt tóc nhá. Này là 80.000 thì coi như là anh đưa cho các em là 100.000 đi, 20.000 thì sẽ để mà mua nước để uống nhá. Đấy là đến hôm nay ngày 26 tháng 12 thì cháu Lực đã đâu còn là thêm 80.000 nữa, đây còn 8.000 lẻ nữa, nhân lấy cho anh cái hộp tiền lẻ kia đấy. Em lấy cho anh cái hộp tiền lẻ. Còn dư là đâu đúng rồi nhỉ, còn dư là 88.000 đấy, nhưng mà cháu được gửi cho các em là 100.000 rồi đấy. Thì vẫn như là vẫn chưa đủ là mỗi người một chai nước nhỉ, mỗi người một chai nước là 10.000. Thì một tí nữa anh chỉ toàn tiền lẻ thôi. Đây, một chai, hai chai nước rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy. Và anh gửi thêm, cái này là anh gửi thêm để mà đi mua nước nhá. Đấy, xài tiền lẻ một chút nhờ. Bây giờ là ở nhà các em là chỉ có đi làm ruộng, làm nương là nhiều nhá. Mấy nữa mà đi lên trên rừng mà có
mật ong hay là thứ nào khác mà thấy hay hay thì là đưa anh để anh bán lên trên kênh, bán hộ cho các em nhé. Vâng. Rồi, em thì hay lên rừng nhỉ? Vâng. Lên rừng thì hay lên rừng vào tầm mùa nào? Từng làm nương xong, bẫy ngô xong mới đưa đi anh ạ. Bẫy ngô xong mới đi à? Vâng. À, cả các em cũng thế à? Như chùa thì là hay đi chăn trâu nhỉ? Đấy, anh có mua áo chống nắng cho đúng không? Chăn trâu thì mặc áo chống nắng này, đi đội nón, đội nón vào nhá. Rồi. Đấy, ba anh em thì là một hoàn cảnh mới cho Lực vừa mới chia sẻ của bác ạ. À, mẹ thì là vẫn ở nhà. À, nhà thì có 5 thành viên, có mỗi em chùa là em ấy là anh là người thứ hai của bác ạ, là anh đã lấy vợ rồi. Ở đấy thì được sự sắp xếp của bố mẹ là cho nên là lấy vợ rất là sớm. Thế mong rằng là hai ở nhà thì tuổi còn nhỏ ấy, thì là bảo ban có gì thì bảo ban vợ cẩn thận nhá. Đấy, đừng có gọi là động chân động tay nhá. Như thế là không hay nhá. Cô bác có thể nhìn thấy là khuôn mặt của em Quỳnh thì rất là hiền của bác ạ. Một người mà rất là hiền. Một anh gửi tóc cho em mình rồi một tí, ba anh em cùng đi cắt tóc nhá. Rồi, cắt cho nó làm sao mà gọn gọn một chút nhá. À, như chùa thì tóc dài và rậm rạp quá rồi. À như mình Quỳnh nhá. Còn là chùa cũng thế này, chùa thì cũng dài rồi. Đôi lúc thì hay xưng nhầm tên các em một chút cô bác. Đấy và quay trở lại thì có trở lại câu chuyện mà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho Lực của bác, thì cho Lực cũng xin thay mặt là các em gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tốt đẹp tới bà, chúc bà gặp thật nhiều điều may mắn và luôn luôn hạnh phúc, và cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cho Lực để mà đi giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khác không bác. Mong rằng là những hoàn cảnh sắp tới cho Lực đi chia sẻ, không mong rằng là giúp đỡ các em được căn nhà, chỉ mong rằng là giúp các em là một cái gì đấy ở trong gia đình, hay là giúp về thức ăn thực phẩm này kia thôi bác. Xin cảm ơn các cô bác anh, các cô bác anh chị rất là nhiều. Mình thì là anh cả thì gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhé. Vâng. Con xin cảm ơn bà Vương Kim Thanh ạ. Đấy, em chùa nhá. Cảm ơn bà Vương Kim Thanh ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Đấy, nào đến em Quỳnh nào. Em xin Con xin cảm ơn bà. Con chúc bà gặp nhiều may mắn. Con chúc bà là nhiều mang may mắn. May mắn ạ. Đấy. Em Quỳnh thì tiếng phổ thông là chưa có được nói sành sỏi mấy đâu các bác ạ. Có những câu thì em không biết. Đấy, qua đây thì nhân tiện ở đây thì cho anh hỏi. Thì hai anh em ấy, như em Quỳnh thì là không đi học được rồi. Còn là em Mìn với lại em Chùa thì có anh em có ai có muốn gọi là đi học thêm không? Em thì còn đi học được không bây giờ ấy? Em bây giờ không anh ạ. Em bây giờ không à? Nhưng mà ở đấy là bây giờ em cũng là trụ cột chính trong gia đình rồi, thế nhà là không có đi học được cô bác ạ. Nhưng mà bây giờ đi học thì học lại lớp mấy? Em cũng không biết được anh ạ. Cũng không biết được à? Vâng. Thế như em chùa thì bây giờ đi học cấp 3 thì đi học được không? Chưa biết anh ạ. Chưa biết à? Vâng. Thế thì anh sẽ cho em suy nghĩ nhá. Vâng. Anh cũng rất là mong em sẽ đưa cho anh một cái ý định tốt. Đấy, học hết cấp 3 để cho sau này có thể là có những cái tấm bằng cấp 3 đấy sẽ giúp cho em là sau này đi kiếm việc nó dễ dàng hơn. Vâng. Đấy. Thì hai anh em thì về nhà bảo với mẹ xong là động viên nhá, động viên em để mà nếu mà em đi học được thì bảo anh nhá. Vâng. Đấy. Ở đây thì cũng có một bác Mạnh Thường Quân là có muốn lo cho hai anh em đi học cô bác. Thế nhưng mà em Mìn thì bảo là không có đi được rồi. Còn là em Chùa thì lại mới bây giờ đi học ấy thì bắt đầu học từ lớp 10 trở đi. Đấy, về nhà thì mai trả lời anh nhá. Đấy, không không phải lo nghĩ điều gì cả. Trước thì bố còn thì vẫn bảo em đi học lớp 10 đúng không? Vâng. Thế nhưng mà em ấy bảo là vì sao không đi học? Em ấy bảo là nó đi học là sợ. Sợ à? Vâng. Nhưng mà sợ cái gì? Hả? Sợ các bạn bắt nạt hay là như nào?
Hay là bé quá? Bé quá. À, bé quá. Vâng. À, thế năm nay thì lớn hơn rồi nhỉ? Yeah. Thưa cô bác, thì cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả quý ông bà, các anh chị đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con chào, con tạm biệt tới các ông các bà và các cô chú. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà, các anh các chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bạn Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.